thẩm quyền quản lý sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình, trong đó đã phân cấp thẩm quyền quản lý đối với tài sản công tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp và dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước. Tài sản là kết cấu hạ tầng thủy lợi. Quá trình theo dõi việc thực hiện nghị quyết cho thấy cơ bản thuận lợi, chưa có những khó khăn, vướng mắc bất cập. Tuy nhiên, tại thời điểm Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 35, chưa có thông tư hướng dẫn trình tự thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của Chính phủ. Vì vậy, chưa quy định việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân được Nghị định số 29 giao cho Hội đồng Nhân dân tỉnh tại khoản 6 điều 7 điểm C khoản 1 điểm C khoản 2. Ngày 5 tháng 7 năm 2018, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 57 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 29 có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2018. Theo đó, để có cơ sở trong việc quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản khi có vụ việc xảy ra và quyết định phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với các loại tài sản theo quy định của Nghị định số 29, đảm bảo phù hợp với thực tiễn thì cần thiết phải trình Hội đồng Nhân dân tỉnh bổ sung các quy định về phân cấp thực hiện việc xác lập quyền và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Việc bổ sung các quy định này sẽ có tác động đến phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết số 35. Vì vậy, cần phải sửa đổi quy định này, khoản 7, điều 3. Do đó, việc Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo nghị quyết số 35 là cần thiết, đúng thẩm quyền, phù hợp với thực tiễn, tuân thủ quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Thứ hai là quá trình soạn thảo nghị quyết, căn cứ tổ chức, luật chính quyền địa phương, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, luật quản lý sử dụng tài sản công, nghị định 29 của Chính phủ về trình tự thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với việc xác lập quyền sở hữu toàn dân, nghị quyết số 35/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền quản lý sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình và các văn bản pháp luật có liên quan. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, dự thảo nghị quyết đã được tổ chức lấy ý kiến góp ý của Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các sở ban ngành, cơ quan đơn vị thuộc đối tượng chịu sự tác động của dự thảo nghị quyết. Dự thảo nghị quyết đã được Sở Tư pháp thẩm định và các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh tham gia ý kiến. Trên đây là cơ sở góp ý ý kiến thẩm định của các cơ quan đơn vị có liên quan. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tổng hợp tiếp thu hoàn chỉnh và trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua. Thứ ba là bố cục và nội dung chính của dự thảo nghị quyết. Thì dự thảo nghị quyết gồm có 3 điều. Điều 1 là sửa đổi bổ sung một số điều của quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo nghị quyết số 35. Điều 2 là quy định về tổ chức thực hiện và điều 3 là quy định về hiệu lực thi hành. Thứ tư là một số nội dung sửa đổi bổ sung và dự thảo nghị quyết. Dự thảo nghị quyết tập trung chủ yếu sửa đổi bổ sung những nội dung liên quan đến những quy định. Thứ nhất là sửa đổi bổ sung những nội dung quy định tại nghị quyết số 35, sửa đổi nội dung khoản 7 điều 3 về những tài sản công không thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình ban hành theo nghị quyết số 35. Trong đó, cụm từ tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân và thêm cụm từ quyền sở hữu toàn dân do dự thảo nghị quyết đã bổ sung phân cấp thẩm quyền đối với loại tài sản này. Bổ sung mới nội dung phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, cụ thể là bổ sung thêm quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản theo quy định tại khoản 6 điều 7 nghị định số 29, bổ sung quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 19, điểm C khoản 2 điều 19 và điểm C khoản 3 điều 19. Ủy ban Nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua. Xin là hết nội dung. Cảm ơn Giám đốc Sở Tài chính Phan Minh Hùng. Tiếp theo kính mời Hội đồng nghe một số tờ trình của Ủy ban trình các nội dung sau đây. Một là tờ trình về thông qua nghị quyết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, tờ trình về thông qua nghị quyết bổ sung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, tờ trình về dự thảo về nghị quyết thông qua nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ năm 2020, tờ trình về đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, và tờ trình đề nghị thông qua dự thảo về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Kính mời đồng chí Phan Phong Phú, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư trình bày.
kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, kính thưa quý vị đại biểu, được sự phân công của Ủy ban tỉnh, tôi xin trình bày các cái tờ trình về thông qua các nghị quyết. Cái tờ trình thứ nhất là tờ trình về việc thông qua nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2020 của tỉnh, nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý. Tôi xin phép không đọc phần căn cứ. Về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, một là nguồn vốn đầu tư. Tổng số vốn đầu tư công năm 2019 nguồn ngân sách tỉnh được giao tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2019 là 1.436 tỷ 922 triệu đồng. Trong đó ngân sách tỉnh phân bổ là 667.271 triệu đồng. Ngân sách huyện, thị xã, thành phố phân bổ là 769 tỷ 651 triệu đồng. Về tình hình thực hiện năm 2019, việc triển khai thực hiện và quản lý vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh đảm bảo chặt chẽ và hiệu quả. Ủy ban nhân dân tỉnh giao vốn từ đầu năm để các chủ đầu tư chủ động triển khai thực hiện sớm việc bố trí vốn, đảm bảo các tiêu chí định mức phân bổ theo quy định, vốn tối thiểu cho hai lĩnh vực giáo dục đào tạo và dạy nghề, khoa học và công nghệ, tập trung bố trí trả nợ đồng xây dựng cơ bản, bố trí cho các công trình chuyển tiếp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, ưu tiên các công trình cấp bách, công trình trọng điểm có ý nghĩa tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các nguồn vốn bố trí trong kế hoạch đã tập trung hơn, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Việc quản lý các nguồn vốn chặt chẽ, đảm bảo công khai, minh bạch, đã thực hiện tốt các quy định thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị bàn các giải pháp đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn đôn đốc. Trong đó tập trung chỉ đạo các sở ban ngành địa phương và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, nhất là các công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư, thanh quyết toán vốn đầu tư thực hiện theo đúng quy định. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư công của tỉnh còn hạn hẹp, đến năm 2019 nguồn vốn trung ương hỗ trợ giao cho tỉnh thấp so với số vốn kế hoạch trung hạn 16-20 đã thông báo. Nguồn dự phòng ngân sách tập trung đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao nhưng đến nay không bố trí. Đồng thời, theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 thì các nguồn thu phí cha lo và phong nha đã hòa chung vào ngân sách tỉnh, không còn cân đối bố trí cho vốn đầu tư phát triển như kế hoạch đầu tư công trung hạn đã thông qua, ảnh hưởng đến việc cân đối vốn và tiến độ thực hiện các công trình dự án trên địa bàn tỉnh. Do nhiều nguyên nhân nên một số chương trình dự án tỷ lệ giải ngân còn thấp. Hai lớn về nguồn vốn, nguyên tắc và phương án phân bổ kế hoạch và đầu tư công năm 2020. Một nhỏ nguồn vốn phân bổ, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2020 nguồn ngân sách tỉnh là 1.699 tỷ 800 triệu đồng. Trong đó nguồn vốn đầu tư công năm 2020 do tỉnh quản lý phân bổ là 910 tỷ 997 triệu đồng, do huyện, thị xã, thành phố phân bổ là 788 tỷ 803 triệu đồng. Cụ thể có bảng ở trong tờ trình. Về nguyên tắc phân bổ, thứ nhất là phân bổ vốn cho các lĩnh vực theo quy định, lĩnh vực giáo dục đào tạo dạy nghề tối thiểu 20% cân đối ngân sách địa phương, lĩnh vực khoa học và công nghệ tối thiểu 2% cân đối ngân sách địa phương, phân bổ nguồn vốn sổ số kiến thiết cho lĩnh vực y tế 40% và giáo dục 60%, lồng ghép chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Về phân bổ vốn cho các nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên, phân bổ vốn trả nợ xây dựng cơ bản và dự phòng ngân sách địa phương, phân bổ vốn đối ứng cho các chương trình dự án ODA theo tiến độ thực hiện và giải ngân, phân bổ vốn hỗ trợ doanh nghiệp theo các chính sách ưu đãi của tỉnh và hỗ trợ các dự án đối tác công tư, phân bổ vốn hỗ trợ cho các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa dịch vụ công ích, phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư. Thứ ba là phân bổ vốn cho các công trình chuyển tiếp khởi công mới theo thứ tự ưu tiên như sau: các công trình dự án trọng điểm của tỉnh, các công trình dự án chuyển tiếp gồm phân bổ vốn đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo và tại vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng,
các công trình dự án khởi công mới, căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối nguồn vốn, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất ngoài việc phân bổ vốn cho các dự án đã có danh mục và số vốn bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, bố trí vốn khởi công mới cho một số dự án điều chỉnh bổ sung đã được thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương tại văn bản số 77 ngày 14 tháng 6 năm 2019. Một số dự án cần thiết, quan trọng, cấp bách có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh hoặc các dự án phát sinh trong quá trình chỉ đạo điều hành đã được Hội đồng liên ngành của tỉnh kiểm tra xác nhận sự cần thiết đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh đã có phê duyệt chủ trương đầu tư. Về phương án phân bổ và danh mục các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2020 có chi tiết tại các phụ lục kèm theo. Ba lớn tổ chức thực hiện, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, giao thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp báo cáo với thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Tôi xin trình bày cái tờ trình thứ hai là tờ trình về việc thông qua nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của tỉnh, nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của tỉnh Quảng Bình, nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý với nội dung như sau. Về căn cứ pháp lý là xin phép không đọc. Về lý do điều chỉnh, một, trong quá trình triển khai nghị quyết số 11 năm 2016 ngày 8 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 đã có một số thay đổi phát sinh về các nguồn vốn. Cụ thể như sau. Về nguồn vốn tập trung trong nước được giao thực tế tăng so với kế hoạch đầu tư công tại nghị quyết 11. Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất được giao thực tế tăng so với kế hoạch đầu tư công tại nghị quyết 11 và tỷ lệ phân chia có sự thay đổi theo phân cấp nguồn thu. Nguồn thu phí phòng nha trả lo theo quy định của luật ngân sách nhà nước năm 2015 có hiệu lực từ năm 2017 thì từ năm 2018 nguồn thu phí trả lo phòng nha không được cân đối trong nguồn vốn đầu tư phát triển, nên nguồn vốn đầu tư công trung hạn tại nghị quyết 11 bị giảm. Nguồn thu sổ số kiến thiết thực tế là giảm so với kế hoạch tại nghị quyết 11. Về bổ sung các dự án cần thiết cấp bách, thì hàng năm trong quá trình chỉ đạo điều hành phát sinh một số dự án cần thiết cấp bách cần phải được đầu tư phục vụ phòng chống thiên tai bão lũ, góp phần phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép điều chỉnh bổ sung tại các nghị quyết về kế hoạch đầu tư công hàng năm năm 2018-2019-2020. Vì vậy phải điều chỉnh bổ sung các danh mục này vào kế hoạch đầu tư công trung hạn điều chỉnh. Tại khoản 4 điều 1 nghị quyết số 71 năm 2018 của Quốc hội về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã quy định cho phép các địa phương được giao kế hoạch đầu tư công hàng năm nguồn vốn trong cân đối ngân sách địa phương trên cơ sở khả năng thu thực tế, bảo đảm không tăng mức bù chi của ngân sách địa phương, triển khai tổng kết vào cuối kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Ba lớn về nội dung điều chỉnh thì tôi không xin không đọc căn cứ. Về một nhỏ là tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 sau khi điều chỉnh là 6.176 tỷ 122 triệu đồng, tăng 1.331 tỷ 362 triệu đồng so với nghị quyết 11 năm 2016. Trong đó nguồn vốn do tỉnh phân bổ sau khi điều chỉnh là 3.250 tỷ 578 triệu đồng, tăng 506 tỷ 901 triệu đồng so với nghị quyết 11 năm 2016. Nguồn vốn do huyện, thị xã, thành phố phân bổ sau khi điều chỉnh là 2.805 tỷ 941 triệu đồng, tăng 824 tỷ 461 triệu đồng so với nghị quyết 11 năm 2016. Về các nguồn vốn điều chỉnh do tỉnh phân bổ cụ thể như sau. Về nguồn vốn ngân sách tập trung, nguồn vốn tập trung trong nước sau khi điều chỉnh là 1.311 tỷ 954 triệu đồng,
tăng 12.552 triệu đồng. Về nguồn thu cấp quyền sử dụng đất, căn cứ số thu thực tế hàng năm, nguồn thu cấp quyền sử dụng đất sau khi điều chỉnh là 1.494.484 triệu đồng, tăng 744 tỷ 850 triệu đồng. Về nguồn sổ số kiến thiết, căn cứ số thu thực tế hàng năm, nguồn thu sổ số kiến thiết sau khi điều chỉnh là 199 tỷ đồng, giảm 18 tỷ đồng. Các nguồn thu để lại chưa đưa vào cân đối ngân sách, nguồn thu phí phong nha cha lo sau khi điều chỉnh là 180 tỷ 500 triệu đồng, giảm 232 tỷ 500 triệu đồng. Các nguồn vốn điều chỉnh do huyện, thị xã, thành phố phân bổ. Cụ thể về nguồn vốn sẽ tập trung, nguồn vốn tập trung trong nước sau khi điều chỉnh là 864 tỷ 483 triệu đồng. Về nguồn thu cấp quyền sử dụng đất, căn cứ số thu thực tế hàng năm, nguồn thu cấp quyền sử dụng đất sau khi điều chỉnh là 1.941 tỷ 461 triệu đồng. Về phương án điều chỉnh cụ thể là có các cái phụ lục kèm theo. 4. Tổ chức thực hiện, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 xem xét quyết định. Tôi xin trình bày cái tờ trình thứ ba là tờ trình về việc thông qua kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ năm 2020. Kính gửi Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Xin phép là không đọc phần căn cứ. Về tổng nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ năm 2020. Tổng nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao tại quyết định số 1706 ngày 29 tháng 11 năm 2019 là 1.883 tỷ 114 triệu đồng. Cụ thể như sau: vốn trong nước là 985 tỷ 114 triệu đồng, vốn nước ngoài là 898 tỷ đồng. Có cái bảng kèm theo. Trong đó vốn trong nước thì vốn các chương trình mục tiêu quốc gia là 292 tỷ 673 triệu, vốn đầu tư theo ngành lĩnh vực hỗ trợ có mục tiêu là 692 tỷ, vốn nước ngoài thì phân bổ cho chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 44 tỷ 462 triệu, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 150 tỷ, chương trình mục tiêu ứng phó và biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh là 110 tỷ 414 triệu. Hai lớn, nguyên tắc tiêu chí phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020. Một, đối với vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu và các khoản chi cụ thể bao gồm đối ứng ODA, việc phân bổ vốn cho các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương năm 2020 bảo đảm các nguyên tắc phù hợp với các quy định của luật đầu tư công, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các nghị định hướng dẫn thi hành luật đầu tư công, nghị quyết của Chính phủ và chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 6 năm 2019 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Danh mục dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư vốn năm 2020 phải thuộc danh mục dự án kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương, bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn. Việc phân bổ vốn trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình theo các nguyên tắc tiêu chí nêu trên và thứ tự ưu tiên như sau: bố trí đủ vốn để thanh toán 100% nợ đồng xây dựng cơ bản nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020, bố trí vốn để thu hồi ứng trước tối thiểu là 28 tỷ 620 triệu đồng, bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, bố trí đủ vốn cho dự án hoàn thành trước năm 2020 và dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2020, bố trí vốn theo tiến độ dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020, bố trí vốn cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2021-2025. Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án theo quy định, trường hợp còn nguồn mới bố trí cho dự án khởi công mới năm 2020.
Mức vốn kế hoạch năm 2020 của từng dự án không vượt quá tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 còn lại của từng dự án. 2. Đối với số vốn bố trí cho các dự án thuộc danh mục dự án dự kiến sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoảng 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm vốn cho các dự án quan trọng quốc gia, ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện hoặc chuẩn bị đầu tư dự án trong năm 2020, địa phương cam kết tiếp tục bố trí vốn cho các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của đơn vị mình, huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp khác để bổ sung thực hiện dự án hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung vốn từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi dự phòng ngân sách trung ương hàng năm. Đối với các dự án thuộc danh mục dự kiến sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 16-20 và khoản 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm vốn cho các dự án quan trọng quốc gia thuộc đối tượng điều chỉnh bởi nghị quyết số 797 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nghị quyết của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 theo quy định của nghị quyết số 84 của Quốc hội, số vốn dự kiến bố trí cho dự án trong kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 là căn cứ để thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án trong giai đoạn 2016-2020. Các địa phương có liên quan chịu trách nhiệm hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án theo quy định của luật đầu tư công. 3. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia. Thứ nhất là chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Việc phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững phù hợp các quy định của quyết định số 1722 của Thủ tướng Chính phủ ngày 2 tháng 9 năm 2016 về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, quyết định số 31/2017 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Quảng Bình, văn bản hướng dẫn số 4760 ngày 8 tháng 11 năm 2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn phạm vi đối tượng phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Bố trí kinh phí tập trung không dàn trải, ưu tiên cho những địa bàn có tỷ lệ nghèo cao nhất. Việc phân bổ vốn về cho Ủy ban nhân các huyện thị xã phân khai chi tiết theo đúng quy định và theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch Đầu tư nhằm phát huy tính chủ động của địa phương. Về 2 là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Việc phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phù hợp với quyết định số 12 năm 2017 ngày 22 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Quyết định số 1385 ngày 21 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án hỗ trợ thôn bản ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020. Nghị quyết số 37/2018 ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương và bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Nghị quyết 63 của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 12 tháng 7 năm 2019 về phương án phân bổ nguồn vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bố trí đủ định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương cho các xã đạt chuẩn và phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Theo điểm A khoản 2, điều 5 quyết định số 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và điểm 3, điều 5 nghị quyết số 37 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Cụ thể, các xã đặc biệt khó khăn là 8 tỷ 135 triệu đồng trên một xã, các xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên và các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 là 5,5 tỷ trên một xã, các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2013-2015 là 2 tỷ 705 triệu đồng trên một xã. Số tiền còn lại 5 tỷ 395 triệu đồng hỗ trợ cho một huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới theo quyết định 1669 ngày 19 tháng 11 năm 2019 về tiêu chí huyện nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ. Cân đối bố trí đủ vốn để thực hiện hai đề án theo nghị quyết số 63 của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 12 tháng 7 năm 2019 về phương án phân bổ nguồn vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
việc phân bổ chi tiết vốn cho các đơn vị địa phương tuân thủ đúng quy định theo hướng dẫn của các bộ ngành trung ương, đảm bảo đúng tiêu chí định mức phân bổ của Hội đồng nhân dân tỉnh. Bốn nhỏ, đối với vốn nước ngoài ODA, ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành trong năm 2020, không có khả năng gia hạn, bố trí theo khả năng giải ngân của từng dự án nhưng không vượt quá kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, không vượt tổng mức đầu tư phần ngân sách trung ương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ba lớn, phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ năm 2020. Trên cơ sở tổng nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2020, nguyên tắc tiêu chí phân bổ vốn nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ năm 2020 như sau. Tổng nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ năm 2020 là 1.883 tỷ 114 triệu đồng, trong đó vốn trong nước là 985 tỷ 114 triệu đồng. A nhỏ là vốn đầu tư theo ngành lĩnh vực chương trình mục tiêu và các khoản chi cụ thể là 652 tỷ 411 triệu đồng, trong đó hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số theo quyết định số 2085 của Thủ tướng là 9 tỷ 785 triệu, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số theo quyết định số 2086 của Thủ tướng là 15 tỷ 713 triệu. Vốn đối ứng cho các dự án ODA là 119 tỷ 10 triệu đồng, trong đó thu hồi các khoản ứng trước là 28 tỷ 620 triệu đồng. Bố trí đủ vốn cho 68 dự án hoàn thành là 227 tỷ 561 triệu đồng. Bố trí 20 dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2020, mỗi công trình là 15 tỷ 350 triệu đồng, với tổng số tiền là 276 tỷ 372 triệu đồng, đạt 37% so với nhu cầu còn lại là 276 trên 745. Bố trí một dự án sử dụng 10% dự phòng ngân sách trung ương tại địa phương là 2 tỷ đồng. Bố trí cho chương trình chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo nghị định 57 là một dự án là 2 tỷ đồng. B nhỏ, vốn bố trí cho các dự án thuộc danh mục dự án sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 16-20 và khoảng 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm vốn cho các dự án quan trọng quốc gia là 40 tỷ đồng. Trong đó, vốn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 25 tỷ đồng, bố trí cho 5 dự án theo danh mục thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Vốn về các dự án ở về nguồn tiết kiệm 10.000 tỷ đồng, các dự án quan trọng quốc gia là bố trí 15 tỷ đồng cho 3 dự án theo danh mục thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. C. Vốn chương trình mục tiêu quốc gia là 292 tỷ 673 triệu đồng, trong đó chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 60 tỷ 643 triệu đồng, cho dự án 1 là chương trình 30A, trong đó tiểu dự án 1 là hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng huyện nghèo Minh Hóa theo nghị quyết 30A, phân bổ vốn đầu tư phát triển là 49 tỷ 726 triệu đồng, trong đó thu hồi vốn ứng trước là 5 tỷ 810 triệu đồng. Tiểu dự án 2 của 30A là hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, phân bổ vốn đầu tư phát triển là 10 tỷ 917 triệu đồng. Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là tổng số vốn là 232 tỷ 030 triệu đồng, phân bổ cho các xã nông thôn mới theo nghị quyết số 37/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 13 tháng 7 năm 2018 và huyện nông thôn mới theo quyết định số 1669 quyết định của Thủ tướng ngày 19 tháng 11 năm 2019 là 177 tỷ 050 triệu đồng. Phân bổ thực hiện các hai đề án theo nghị quyết số 63 của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 12 tháng 7 năm 2019, số tiền là 54 tỷ 980 triệu đồng. Hai nhỏ, vốn nước ngoài 898 tỷ đồng, trong đó chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 44 tỷ 462 triệu đồng, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 150 tỷ đồng, chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh là 110 tỷ 447 triệu đồng, các dự án ODA còn lại là 593 tỷ 091 triệu đồng. Có các phụ lục chi tiết kèm theo, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 xem xét và cho ý kiến. Tôi xin trình bày cái tờ trình thứ tư là tờ trình về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết phê chuẩn chủ trương thực hiện đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Bình đến năm 2025. Kính gửi Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình,
Ủy ban nhân tỉnh kính trình Hội đồng nhân tỉnh xem xét thông qua nghị quyết về phê duyệt chủ trương thực hiện đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Bình đến năm 2025. Cụ thể như sau. Một, nhỏ sự cần thiết ban hành đề án. Trong những năm gần đây, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có những bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Số doanh nghiệp thành lập mới liên tục tăng qua các năm. Năm 2016 là 554 doanh nghiệp, năm 2017 là 590 doanh nghiệp, năm 2018 là 686 doanh nghiệp. Với số vốn đăng ký là của năm 2018 là 10.409 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lên gần 6.000 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 63.888 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, bình quân 154 người dân trên một doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy còn tồn tại nhiều hạn chế trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các chương trình chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chưa được thực hiện đồng bộ, việc tiếp cận nguồn lực cho sản xuất kinh doanh như tín dụng, đất đai, đào tạo, thị trường đầu ra, hỗ trợ thành lập mới doanh nghiệp, vân vân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Mất nhiều thời gian và chi phí do chưa có khung pháp lý hướng dẫn nên doanh nghiệp chưa phát triển cả về chất và lượng. Theo nghị quyết số 35 của Chính phủ, tỉnh Quảng Bình đề ra thì kế hoạch đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có 7.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập. Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 đã thông qua luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 4 năm 2017 có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Trong đó quy định về khung nội dung hỗ trợ tập trung vào doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp được chuyển đổi thành lập từ hộ kinh doanh. Nghị quyết số 10 của Hội nghị Trung ương năm khóa 12 đã xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Do vậy, việc khuyến khích tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển là một nhiệm vụ hết sức cần thiết và cấp bách hiện nay. Theo quy định tại khoản 1, điều 4 và điều 5 Nghị định số 39 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tham gia cùng liên kết ngành, chuỗi giá trị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại điều 5 Nghị định này. Tại khoản 3, điều 26 Nghị định 39, Chính phủ quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân tỉnh là xây dựng tổ chức thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, xây dựng tổ chức thực hiện đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cùng liên kết ngành, chuỗi giá trị trên địa bàn toàn tỉnh. Tại khoản 1 điều 27 Nghị định số 39 cũng quy định cơ quan chủ trì đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ trì xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đảm bảo nguyên tắc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đảm bảo thống nhất về tính đồng bộ, mục tiêu, đối tượng, trọng tâm hỗ trợ để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương trước khi ra quyết định phê duyệt triển khai đề án. Với những lý do trên, việc xây dựng đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết phê duyệt chủ trương thực hiện đề án là cần thiết và đúng thẩm quyền. Về quá trình soạn thảo thì tôi xin phép không đọc. Về mục tiêu, nội dung của đề án. Mục tiêu thì giải quyết vấn đề là tạo cơ chế chính sách thuận lợi nhằm khuyến khích thúc đẩy các tổ chức cá nhân thành lập doanh nghiệp và hoạt động theo quy định của pháp luật, đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tư nhân, góp phần đưa kinh tế của tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Nội dung của đề án thì nội dung hỗ trợ chung là hỗ trợ thủ tục hành chính, cung cấp thông tin, tư vấn pháp lý, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ xúc tiến mở rộng thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tín dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho doanh nghiệp, hỗ trợ tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trong các hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Về bố cục dự thảo của nghị quyết, dự thảo nghị quyết gồm có 3 điều, cụ thể như sau. Điều 1 là phê duyệt chủ trương thực hiện đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh đến năm 2025 do Ủy ban nhân dân tỉnh lập. Điều 2 tổ chức thực hiện. Điều 3 hiệu lực thi hành. Dự thảo đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 thì phần 1 là sự cần thiết và cơ sở pháp lý xây dựng đề án, phần 2 là nội dung đề án. Về dự kiến nguồn lực thực hiện, kinh phí thực hiện các nội dung hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của đề án, nguồn kinh phí ngân sách tỉnh phê duyệt hàng năm và nguồn sự nghiệp khác đến năm 2025 dự kiến là khoảng 25-30 tỷ đồng. Tùy theo từng loại, từng giai đoạn và nguồn lực cân đối ngân sách cụ thể của tỉnh hàng năm để cân đối, bố trí hỗ trợ cho từng nội dung, mục tiêu cụ thể.
lồng ghép các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khác đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện hàng năm theo kế hoạch đã được các sở ngành đề xuất, có dự thảo đề án kèm theo. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Tôi xin trình bày tờ trình thứ năm là tờ trình đề nghị thông qua nghị quyết quy định về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, kính gửi Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về sự cần thiết ban hành văn bản. Trong những năm qua, nhà nước ta luôn coi trọng phát triển của doanh nghiệp nông thôn và xác định doanh nghiệp là động lực chính để tái cơ cấu nông nghiệp, thể hiện qua những chính sách ưu đãi hỗ trợ mạnh của nhà nước như chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn như Nghị định 61, Nghị định 210, Nghị định 55 và các chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư để thu hút doanh nghiệp như Nghị quyết 19 năm 2016, Nghị quyết 19 năm 2017, Nghị quyết 19 năm 2018 và Nghị quyết 02 năm 2019, Nghị quyết số 35 năm 2016. Tỉnh Quảng Bình có đặc điểm điều kiện tự nhiên và vùng sản xuất nông lâm ngư nghiệp khá thuận lợi với nhiều sản phẩm chủ lực của tỉnh như lúa, hải sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Việc khuyến khích đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến nông sản, chăn nuôi bò thịt theo hướng công nghệ cao, đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, v.v. sẽ giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tăng giá trị sản xuất nông nghiệp cho tỉnh nhà, đồng thời bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và thay đổi diện mạo vùng nông thôn. Ngày 17 tháng 4 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57 về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, thay thế Nghị định số 210 năm 2013. Trong đó, tại điểm A khoản 1 điều 19 quy định, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ra soát ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn tại địa phương. Trong đó quy định chính sách tín dụng tại địa phương, quy định tại điều 8 nghị định này, vốn cấp bù lãi suất hỗ trợ cho các dự án và mức vốn sử dụng ngân sách địa phương để đảm bảo thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp. Với những lý do trên, việc ban hành nghị quyết quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhằm cụ thể hóa chủ trương tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp với mục tiêu tạo đột phá trong việc thu hút các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp nông thôn nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh của khu vực nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất là cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Về bố cục và nội dung chính của dự thảo nghị quyết, dự thảo nghị quyết gồm có 3 điều, cụ thể như sau: là điều 1 quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; điều 2 tổ chức thực hiện; điều 3 là hiệu lực thi hành. Về dự kiến nguồn lực thực hiện, nguồn vốn thực hiện chính sách khoản 1 điều 14 nghị định số 57 của Chính phủ đã quy định ngân sách trung ương dành khoản ngân sách tương đương tối thiểu 5% vốn đầu tư phát triển hàng năm cho ngành nông nghiệp; ngân sách các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương dành tối thiểu 5% vốn chi ngân sách địa phương hàng năm cho ngành nông nghiệp để thực hiện. Ngoài ra, các địa phương được sử dụng nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội và các quỹ hợp pháp để thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp. Đối với các dự án đầu tư vào nông nghiệp nông thôn thuộc ba danh mục ngành nghề hỗ trợ theo chính sách đặc thù vào nông nghiệp nông thôn của tỉnh, đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ, dự kiến nguồn ngân sách tỉnh hàng năm bố trí bổ sung thêm khoảng 8 đến 10 tỷ đồng, nguồn kinh phí dự kiến trích từ nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp theo các chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh và hỗ trợ các dự án hợp tác công tư hàng năm. Việc điều chỉnh tăng nguồn kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp theo các chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh khoảng 1,5 đến 2 lần so với năm 2019 là mức phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh. Ngoài ba cái đối tượng ngành nghề thuộc đối tượng hỗ trợ theo chính sách đặc thù của tỉnh nêu trên, nếu doanh nghiệp có dự án đầu tư thuộc những ngành nghề còn lại quy định tại phụ lục 1 nghị định 57 năm 2018 của Chính phủ thì đề nghị nguồn vốn trung ương hỗ trợ. Dự kiến nguồn kinh phí ngân sách trung ương cấp hàng năm cho tỉnh khoảng từ 10 đến 15 tỷ đồng từ nguồn này, tức là từ các nguồn là chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nghèo thiên tai, ổn định đời sống dân cư. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua. Tôi vừa báo cáo năm cái tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh. Xin cảm ơn Hội đồng nhân dân tỉnh. Cảm ơn đồng chí Phan Phong Phú. Báo cáo về hội đồng là theo chương trình và cái dự thảo cái để mà trình bày trước hội đồng là mình còn 12 cái văn bản nữa, mà thời gian thì rất là eo hẹp theo cái yêu cầu để
cả kỳ họp cho đảm bảo thời gian thì đề nghị các đồng chí được phân công trình bày ở nghị quyết sau này tóm tắt lại để đảm bảo về mặt thời gian. Tiếp theo chương trình thì xin kính mời trình bày hai cái tờ trình của Ủy ban tỉnh, một là về chuyển đổi rừng và chuyển mục đích rừng sử dụng sang mục đích khác, và cái tờ trình thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất trong nông nghiệp. Kính mời đồng chí giám đốc sở. Báo cáo về Hội đồng nhân dân là bởi vì thời gian rất eo hẹp, tài liệu thì gửi cho đại biểu nghiên cứu ra rất nhiều ngày rồi. Ở dưới thì đại biểu đã nghiên cứu khá kỹ, do đó là những đồng chí lên báo cáo tại hội trường là đề nghị đọc cái kiến nghị, cái vấn đề mà đề xuất kiến nghị để đảm bảo về thời lượng trong kỳ họp hội đồng dân, và chúng ta đúng 3:30 nghỉ giải lao và sau đó vào thảo luận. Do đó đề nghị các đồng chí lưu ý như vậy, bởi vì đại biểu nghiên cứu khá kỹ thôi. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu và thưa các vị hội đồng nhân dân, tôi xin trình bày hai cái tờ trình. Một là tờ trình về việc đề nghị thông qua nghị quyết về chủ trương chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Căn cứ luật lâm nghiệp số 16, căn cứ nghị định số 156 ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định thêm một số điều của luật lâm nghiệp, căn cứ nghị quyết số 50 của Hội đồng nhân dân tỉnh, căn cứ các cái quyết định khác, theo đề nghị của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tại số 2671 ngày 15 tháng 11 năm 2019 để thực hiện việc chuyển loại rừng sang mục đích khác, sử dụng rừng sang mục đích khác đảm bảo đúng theo quy định tại luật lâm nghiệp số 16 và nghị định số 156. Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua nghị quyết chủ trương chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với các nội dung sau. Một là về chuyển loại rừng từ trồng rừng trồng sang sản xuất, từ rừng trồng sản xuất sang rừng phòng hộ với diện tích 99,92 ha tại hai xã Trường Sơn và Trường Xuân. Lý do nhằm tăng khả năng phòng hộ tại khu vực sung yếu và phù hợp với quy hoạch quy định của dự án phục hồi và quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Bình, tức là dự án giai ca 2 đã được Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản ngày 30 tháng 3 năm 2002. Đơn vị chủ rừng là Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh. Hai, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, diện tích xin chuyển đổi là 19,57893 ha. Đối tượng là rừng trồng sản xuất ngoài quy hoạch 3 loại rừng phân bổ trên diện tích các huyện Quảng Ninh, Minh Hóa, Quảng Trạch, thành phố Đồng Hới. Cụ thể, huyện Quảng Ninh 4,5 ha tại xã Gia Ninh. Hai, huyện Minh Hóa diện tích 2,92895 ha tại xã Trung Hóa. Ba, huyện Quảng Trạch diện tích 4,3748 ha tại xã Quảng Tùng và thành phố Đồng Hới, và diện tích 7,4 ha tại xã Bảo Ninh. Chi tiết địa danh các loài rừng xin chuyển sang mục đích khác, chuyển loài rừng theo biểu đính kèm, Ủy ban nhân tỉnh kính trình Hội đồng nhân tỉnh xem xét thông qua. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tờ trình đề nghị thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Thì với các căn cứ xây dựng nghị quyết, sự cần thiết ban hành thì cũng như là quá trình xây dựng nghị quyết đã có trong cái rất là rõ, tôi xin trình bày cái nội dung thôi. Về nội dung chính là phạm vi điều chỉnh nghị quyết là một số chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và lâm nghiệp. Đối tượng áp dụng là nông dân chủ trang trại, người được ủy quyền đối với hộ nông dân, tổ hợp tác, cá nhân, người được ủy quyền đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hợp tác xã và doanh nghiệp. Các tổ chức, cá nhân khác liên quan trong việc thực hiện nghị quyết này. Về nguyên tắc hỗ trợ cũng như điều kiện hỗ trợ và liên kết đảm bảo ổn định thì đã có trong cái nội dung, tôi xin trình bày nội dung hỗ trợ và định mức hỗ trợ. Về hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết, khi chủ trì liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không quá 100 triệu đồng trên một dự án, bao gồm tư vấn nghiên cứu xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường. B là hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết, dự án liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 3% vốn đầu tư máy móc thiết bị xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết, bao gồm nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tổng mức hỗ trợ tối đa không quá 2 tỷ đồng trên một dự án. C về hỗ trợ khuyến nông, đào tạo, tập huấn và giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm. Các bên tham gia liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nội dung sau: xây dựng mô hình khuyến nông, đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường, tổng mức hỗ trợ không quá 300 triệu đồng trên một dự án. Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm tối đa không quá 3 vụ hoặc 3 chu kỳ sản xuất khai thác sản phẩm.
Mức hỗ trợ cụ thể như sau: hỗ trợ 5% chi phí mua sắm giống, 30% chi phí vật tư thiết bị thiết yếu, các loại phân bón thức ăn và 50% chi phí bao bì nhãn mác sản phẩm. Tổng mức hỗ trợ cho các hạng mục nêu trên trong một dự án liên kết tối đa không quá 500 triệu đồng trên một dự án. Hỗ trợ tối đa 4% chi phí chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật mới áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi, tổng mức hỗ trợ không quá 200 triệu đồng trên một dự án. Về các nội dung khác không thuộc quy định tại nghị quyết này thì thực hiện theo quy định tại nghị định số 98. Về dự kiến nguồn lực thực hiện chính sách, theo quy định dự kiến nguồn kinh phí chính sách bình quân khoảng 16,1 tỷ đồng trên một năm. Năm 2018-2019 là từ nguồn vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sau khi có ý kiến của Hội đồng nhân tỉnh, Ủy ban nhân tỉnh đã phân bổ kinh phí để thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất tiêu thụ sản phẩm khoảng 13 tỷ đồng trên năm. Trong đó năm 2018 là 13,2 và năm 2019 là 13,075 tỷ đồng. Bên cạnh đó, từ các nguồn kinh phí chính sách nông nghiệp hàng năm của tỉnh, chương trình mục tiêu tái cơ cấu ngành kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư, chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, chương trình dự án về khuyến nông, v.v. Ủy ban nhân tỉnh đã lồng ghép vào các hoạt động liên quan đến liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm như đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, xây dựng nhãn hiệu, xúc tiến thương mại. Trên cơ sở nguồn lực như vậy, để có kế hoạch cho giai đoạn tới, Ủy ban tỉnh dự kiến nguồn kinh phí thực hiện chính sách bình quân 16,1 tỷ đồng trên năm là phù hợp và có tính khả thi cao. Ủy ban nhân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua. Xin hết. Cảm ơn đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Tiếp theo xin mời Hội đồng nghe hai cái tờ trình về nghị quyết thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng năm 2020 trên địa bàn tỉnh và nghị quyết thông qua cái bảng giá đất trên địa bàn tỉnh. Kính mời đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Trần Phong. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa Hội đồng nhân tỉnh, theo sự phân công, tôi xin trình bày tờ trình về việc đề nghị thông qua nghị quyết bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020-2024. Trên cơ sở các căn cứ và các quy định của pháp luật, căn cứ tình hình thực tế về quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân tỉnh kính trình Hội đồng nhân tỉnh xem xét thông qua nghị quyết về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020-2024 cụ thể như sau. Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2019 đã được Hội đồng nhân tỉnh thông qua tại nghị quyết số 100 năm 2014 và được Ủy ban tỉnh ban hành tại quyết định số 36 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 và sẽ hết lực hiệu lực sau ngày 31 tháng 12 năm 2019. Vì vậy, việc ban hành bảng giá giai đoạn 2020-2024 là đúng quy định của pháp luật và cần thiết. Về tình hình tổ chức thực hiện xây dựng bảng giá đất, thực hiện quyết định số 949 ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban tỉnh về việc phê duyệt dự án điều tra khảo sát tài nguyên đất đai về xây dựng bảng giá đất các loại đất trên địa bàn tỉnh. Theo quy xây dựng bảng giá đất thực hiện theo đúng tài khoản 2 điều 10 thông tư số 36 năm 2014 của Bộ Tài nguyên Môi trường, bảng giá các loại đất được xây dựng theo đúng nguyên tắc quy định tại điều 112 Luật Đất đai. Bảng giá đất đã được các sở, ban ngành, ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố đề xuất tham gia ý kiến, góp ý kịp thời, đầy đủ và đã được Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh tổ chức thẩm định theo đúng quy định. Bá nhỏ đánh giá tác động của bảng giá đất trên tình hình đến tình hình kinh tế xã hội. Thứ nhất là tác động đến nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Thứ hai là tác động đến khả năng thu hút đầu tư, tạo sự thuận lợi trong công tác quản lý đất đai, đảm bảo quyền lợi người sử dụng đất, tăng thu cho ngân sách nhà nước, giúp cơ quan quản lý nhà nước nắm và kiểm soát thị trường bất động sản để có sự điều tiết hoặc định hướng trong quản lý thị trường bất động sản, tạo thuận lợi hơn trong công tác định giá đất cụ thể và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. 4. Về nội dung bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020-2024. 1. Về giá đất nông nghiệp là đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, cơ bản giữ nguyên như giai đoạn 2015-2019, chỉ điều chỉnh tăng một số khu vực tại địa bàn đô thị cho phù hợp với thực tế của thị trường. 2. Giá các loại đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ, đất nông nghiệp khác, đất phi nông nghiệp còn lại, đất chưa xác định mục đích sử dụng.
Cụ thể, giá đất ở các khu vực nông thôn so với năm 2015 giai đoạn 2015-2019 là tăng từ 10 đến 30%. Giá đất ở đô thị so với giai đoạn 2015 đến 2019 là tăng 15 đến 66%. Giá đất tại vùng ven đô thị, khu công nghiệp, du lịch, khu thương mại tăng từ 10 đến 50%. Giá đất đối với các loại đất còn lại cơ bản giữ nguyên như giai đoạn 2015-2019. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế Hòn La và khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Ta Lo giữ nguyên như mức giá giai đoạn 2015-2019. 4. Xác định loại đô thị, loại xã, khu vực, vị trí đất. Cách xác định loại đô thị, loại xã, khu vực, vị trí đất không thay đổi nhiều so với trước đây, đồng thời có điều chỉnh, cập nhật bổ sung một số tuyến đường, khu vực, vị trí để đảm bảo phù hợp với cơ sở hạ tầng đã được đầu tư và phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương. Chi tiết có ở báo cáo thuyết minh kèm theo. Ủy ban nhân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua. Báo cáo Hội đồng xin trình bày tiếp cái chương trình thứ hai về đề nghị Hội đồng nhân tỉnh thông qua nghị quyết về kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ủy ban nhân tỉnh kính trình Hội đồng nhân tỉnh xem xét thông qua nghị quyết về kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, cụ thể như sau. Tổng số dự án sử dụng đất là 366 dự án, trong đó có 101 dự án chuyển từ năm 2019 sang. Một, tổng số các dự án thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 điều 62 của Luật Đất đai là 347 dự án, bao gồm 101 dự án chuyển tiếp từ năm 2019. Tổng diện tích sử dụng là 1.883,9 ha. Trong đó có 157 dự án tạo quỹ đất ở, trong đó có 40 dự án chuyển tiếp từ năm 2019. Tổng diện tích sử dụng là 712,12 ha. 12 dự án trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, trong đó có 5 dự án chuyển tiếp từ 2019. Tổng diện tích sử dụng đất là 7,7 ha. 2 dự án cụm công nghiệp, trong đó 2 dự án chuyển tiếp từ năm 2019. Diện tích sử dụng là 33,16 ha. 142 dự án giao thông thủy lợi, năng lượng, giáo dục, y tế, chợ, thể dục thể thao, cơ sở văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, viễn thông, trong đó có 38 dự án chuyển tiếp từ năm 2019, tổng diện tích sử dụng là 918,41 ha. 6 dự án di tích lịch sử văn hóa, trong đó 3 dự án chuyển tiếp từ năm 2019, tổng diện tích sử dụng đất sử dụng là 12,57 ha. 6 dự án cơ sở tôn giáo, trong đó có 4 dự án chuyển tiếp từ năm 2019, tổng diện tích là 2,55 ha. 9 dự án nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng, trong đó có 2 dự án chuyển tiếp từ năm 2019, tổng diện tích sử dụng là 93,84 ha. 12 dự án vui chơi giải trí cộng đồng, trong đó có 6 dự án chuyển tiếp từ năm 2019, tổng diện tích sử dụng là 73,55 ha. 1 dự án khoáng sản chuyển tiếp từ năm 2019, tổng diện tích sử dụng là 30 ha. Chi tiết có ở phụ lục số 1 kèm theo. 2. Tổng số dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại điểm B khoản 1, điều 58 Luật Đất đai nhưng không thuộc trường hợp thu hồi đất theo khoản 3 điều 62 của Luật Đất đai năm 2013 là 19 dự án. Tổng diện tích sử dụng là 63,59 ha. Trong đó có 1 dự án quốc phòng an ninh, tổng diện tích sử dụng là 1,6 ha. 2 dự án công trình bưu chính viễn thông, y tế, tổng diện tích sử dụng là 4,02 ha. 15 dự án thương mại dịch vụ, tổng diện tích sử dụng là 57,72 ha. 1 dự án nuôi trồng thủy sản, tổng diện tích sử dụng là 0,25 ha. Chi tiết có ở phụ lục số 2 kèm theo. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua. Xin cảm ơn Hội đồng nhân dân tỉnh. Xin cảm ơn đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường. Tiếp theo là báo cáo của thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách về các cái dự thảo nghị quyết trình. Kính mời đồng chí Mai Xuân Hạc, Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, thưa toàn thể quý vị đại biểu, thay mặt Ban Kinh tế Ngân sách tôi xin trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân tỉnh trình Hội đồng nhân tỉnh tại kỳ họp. Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, tại kỳ họp này, Ban Kinh tế Ngân sách được thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công thẩm tra 3 báo cáo và 14 dự thảo nghị quyết.
Sau khi nghiên cứu các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh, căn cứ các quy định của pháp luật, tình hình thực tế của địa phương, Ban Kinh tế Ngân sách đã có báo cáo thẩm tra đầy đủ gửi đến quý vị đại biểu trong tài liệu kỳ họp. Nhận thấy các báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cung cấp khá đầy đủ tình hình thực hiện năm 2019, có phân tích, đánh giá và dẫn chứng cụ thể, có giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại hạn chế và đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể trong năm 2020. Các dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp đều có đầy đủ cơ sở pháp lý, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và cần thiết phải ban hành để tiết kiệm thời gian, tôi xin phép không trình bày phần cơ sở pháp lý và sự cần thiết ban hành nghị quyết, mà đi thẳng vào ý kiến của Ban Kinh tế Ngân sách về nội dung các báo cáo và dự thảo nghị quyết, trong đó tập trung vào những vấn đề nổi lên để đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm nghiên cứu, thảo luận và xem xét quyết định. Những đề xuất kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh để tiếp tục chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện thành công nghị quyết sau khi được ban hành. Một là thẩm tra báo cáo tình hình kinh tế, tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019 về lĩnh vực kinh tế ngân sách. Đánh giá tổng quát năm 2019, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên, còn hai chỉ tiêu về kinh tế quan trọng đạt thấp so với kế hoạch là giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,43%, kế hoạch là 4%, sụt giảm đáng kể so với các năm trước, năm 2018 là 4,15%. Giá trị kinh doanh dịch vụ tăng 7,17%, kế hoạch là 8%. Đây là năm thứ tư liên tiếp chỉ tiêu này không đạt kế hoạch đề ra. Về đánh giá về các lĩnh vực cụ thể thì báo cáo với đại biểu là đã có trong cái báo cáo gửi cho đại biểu và xin phép không trình bày. Hai là thẩm tra dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Ban Kinh tế Ngân sách cơ bản nhất trí về các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, các nhiệm vụ giải pháp trong dự thảo nghị quyết và đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm thêm một số vấn đề sau. Thực hiện có hiệu quả các chính sách mới đang trình Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định tại kỳ họp này liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, như là chính sách liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, đẩy nhanh tiến độ dự án cấp mở rộng sân bay Đồng Hới, đồng thời với việc xúc tiến mở rộng các đường bay mới, khai thác tốt các sản phẩm du lịch hiện có, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai các dự án du lịch mới, tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực cho ngành du lịch, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan, giữ gìn trật tự văn minh tại các điểm du lịch, tích cực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho ngư dân trong việc thực hiện nghị định 67 của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế biển, tăng cường tuyên truyền cho các chủ tàu hiểu rõ về trách nhiệm trả nợ, nâng cao trách nhiệm của Ban Chỉ đạo tỉnh, trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện nghị định 67, ra soát đánh giá hiệu quả khai thác của các tàu cá, phân loại đối tượng để có giải pháp cơ cấu lại nợ và có sự hỗ trợ phù hợp, tích cực thu hút đầu tư xã hội và khoa học công nghệ, ưu tiên các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có tính ứng dụng thực tiễn, các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, tạo ra nhiều sản phẩm mới, tăng năng suất, chất lượng và gia tăng giá trị. Ba là thẩm tra báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tổng quyết toán thu chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2018 và dự thảo nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2018. Ban Kinh tế Ngân sách cơ bản nhất trí với nội dung của báo cáo và có thêm một số ý kiến sau. Năm 2018, mặc dù thu cân đối ngân sách vượt dự toán địa phương giao, tuy nhiên các khoản thu chủ yếu thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương, doanh nghiệp nhà nước địa phương, thu ngoài quốc doanh tiếp tục không đạt dự toán. Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất và các khoản thu được để lại chi theo mục tiêu thì ngân sách hụt thu 131,7 tỷ đồng. Chi thường xuyên không đạt dự toán, trong đó có một số khoản như chi sự nghiệp giáo dục đào tạo đạt 91% dự toán, chi sự nghiệp khoa học công nghệ chỉ đạt 61% dự toán. Nguyên nhân đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh giải trình trong báo cáo.
nhằm rút kinh nghiệm công tác điều hành ngân sách. Đề nghị Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương chấp hành nghiêm chỉnh luật ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách địa phương hàng năm theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thực hiện nghiêm túc những kiến nghị được nêu trong kết luận của Kiểm toán nhà nước và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. Sau khi xem xét, Ban Kinh tế Ngân sách nhất trí và đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2018 theo các số liệu như trong dự thảo nghị quyết. 4 là thẩm tra dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung tỷ lệ phân chia các khoản thu tại nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Ban Kinh tế Ngân sách nhất trí như dự thảo nghị quyết và có thêm ý kiến sau. Thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020 chỉ còn 1 năm. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm xây dựng dự kiến phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách năm 2021-2025. Quá trình xây dựng cần đánh giá kết quả thực hiện của giai đoạn 2017-2020, khảo sát, dự báo đầy đủ, chính xác các nguồn thu nhằm hạn chế việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ phân chia giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách. 5. Là thẩm tra báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, dự kiến lập kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước năm 2020-2022 và dự thảo nghị quyết về dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020. Về đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 104,7% so với dự toán, trong đó thu ngân sách trên địa bàn tăng 27,73% so với thực hiện năm 2018, là mức tăng khá cao so với các năm trước. Tuy nhiên, có 6 khoản thu không hoàn thành kế hoạch. Tình hình nợ đọng thuế tiếp tục là vấn đề đáng quan tâm. Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2019, tổng số nợ đọng thuế là 459 tỷ đồng, chiếm 8,86% so với tổng thu ngân sách trên địa bàn, tăng 107 tỷ đồng so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2018. Trong đó, nợ không có khả năng thu hồi là 174 tỷ đồng, chiếm 37,9% so với tổng nợ đọng. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 106,14% dự toán địa phương giao. Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt thấp so với kế hoạch. Tính đến 30 tháng 11 năm 2019, chỉ giải ngân được 50,3% kế hoạch vốn. Một số khoản tạm ứng vay từ ngân sách chậm hoàn trả như nợ tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản quá thời hạn là 58,77 tỷ đồng, nợ tạm ứng các dự án ngoài nhiệm vụ tạo quỹ đất là 420,7 tỷ đồng. Các doanh nghiệp vay quỹ đầu tư địa phương chưa hoàn trả là 78 tỷ đồng. Đây là những nội dung đã được chủ tọa kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh kết luận nhưng khắc phục chưa triệt để. Về dự kiến kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022, dự kiến kế hoạch cơ bản dựa trên cơ sở kết quả thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2019-2021 và tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019. Trong đó các khoản thu ngân sách địa phương trên địa bàn năm sau tăng so với năm trước là từ 12 đến 14%, các khoản thu bổ sung ngân sách căn cứ vào lộ trình tăng tiền lương và các chế độ chính sách theo quy định, các khoản chi ngân sách căn cứ chính sách và chế độ hiện hành. Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Ban Kinh tế Ngân sách cơ bản nhất trí với dự thảo nghị quyết và có thêm ý kiến sau. Tổng thu ngân sách năm 2020 trên địa bàn dự kiến là 5.500 tỷ đồng, tăng 22,2% so với dự toán năm 2019, trong đó chủ yếu là tăng thu từ tiền sử dụng đất và từ hoạt động xuất nhập khẩu. Vì vậy, để thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra, thì cần đẩy nhanh tiến độ các dự án tạo quỹ đất, các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới và thực hiện công tác định giá, đấu giá đất chặt chẽ sát với thị trường, đúng với quy định của pháp luật và đẩy mạnh thu từ hoạt động xuất nhập khẩu. Trong chi đầu tư phát triển thì cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các công trình có tỷ lệ giải ngân dưới 50% để thúc đẩy hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo đúng quy định. Về phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020, các nguồn sự nghiệp chưa phân bổ chi tiết vẫn còn lớn như sự nghiệp giáo dục,
110 tỷ đồng, chế độ chính sách giáo dục đào tạo chưa phân bổ 67 tỷ đồng, sự nghiệp kinh tế khác 64 tỷ đồng, kinh phí mua sắm và sự nghiệp y tế khác 32 tỷ đồng, thực hiện các chính sách về nông nghiệp 15 tỷ đồng, sự nghiệp giao thông 18 tỷ đồng, quỹ bảo trì đường bộ 45 tỷ đồng, kinh phí trung ương hỗ trợ thiếu nguồn 136 tỷ đồng, sự nghiệp môi trường chung 12,5 tỷ đồng, vân vân. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có phương án phân bổ vốn ngay từ đầu năm, sử dụng các nguồn vốn đúng quy định sau khi xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo nội dung tại công văn số 35 ngày 2 tháng 4 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 6 là thẩm tra dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều về quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo nghị quyết số 35 ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Ban kinh tế ngân sách nhất trí với dự thảo nghị quyết và có thêm ý kiến sau. Việc phân cấp là nhằm hạn chế giải quyết những công việc nhỏ lẻ cho Ủy ban nhân dân tỉnh, rút ngắn thời gian giải quyết các trường hợp xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân cấp. 7 là thẩm tra dự thảo nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh, ngân sách tỉnh, nguồn ngân sách tỉnh quản lý. Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2020 nguồn ngân sách tỉnh quản lý là 1.699,8 tỷ đồng, tăng 262% tỷ đồng so với năm 2019. Gồm nguồn vốn tỉnh phân bổ là 911 tỷ đồng và nguồn vốn cấp huyện phân bổ là 788 tỷ đồng. Nguyên nhân tăng là do tăng nguồn thu cấp quyền sử dụng đất 240,2 tỷ đồng và tăng nguồn ngân sách tập trung là 23,6 tỷ đồng. Việc phân bổ vốn cho các lĩnh vực ưu tiên được thực hiện theo quy định cụ thể là lĩnh vực giáo dục đào tạo dạy nghề chiếm 20% nguồn vốn tỉnh phân bổ, quy định tối thiểu là 20%, lĩnh vực khoa học công nghệ chiếm 2%, quy định tối thiểu là 2%, nguồn vốn sổ số kiến thiết phân bổ cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo là 60% và lĩnh vực y tế là 40%, trong đó có lồng ghép vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Việc phân bổ vốn cho các nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên cơ bản là phù hợp với các quy định tại nghị quyết số 110 ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020. Việc bổ sung các dự án cần thiết cấp bách vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và bố trí vốn từ năm 2020 để khởi công mới là cần thiết, đáp ứng đủ điều kiện để được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2020 theo quy định tại nghị định số 77 ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm. Ban kinh tế ngân sách cơ bản nhất trí với phương án phân bổ như trong dự thảo nghị quyết. 8 là thẩm tra dự thảo nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của tỉnh Quảng Bình, nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý. Tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 sau khi điều chỉnh là 6.176 tỷ đồng, tăng so với nghị quyết số 11 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh là 1.331 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn do tỉnh phân bổ sau khi điều chỉnh là 3.250 tỷ đồng, tăng 506 tỷ đồng và nguồn vốn do huyện, thị xã, thành phố phân bổ sau khi điều chỉnh là 2.805 tỷ đồng, tăng 824 tỷ đồng. Do thay đổi về nguồn vốn và phát sinh một số dự án cần thiết cấp bách cần phải được đầu tư phục vụ phòng chống thiên tai, bão lụt, góp phần phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống của nhân dân, nên Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép điều chỉnh bổ sung một số dự án tại các nghị quyết về kế hoạch đầu tư công hàng năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 điều chỉnh là tổng hợp kết quả điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hàng năm đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Ban kinh tế ngân sách nhất trí với nội dung dự thảo nghị quyết. 9 là thẩm tra dự thảo nghị quyết về kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ năm 2020. Ban kinh tế ngân sách cơ bản nhất trí với phương án phân bổ như trong dự thảo nghị quyết và có thêm ý kiến sau.
đối với các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2020, đề nghị Ủy ban nhân tỉnh ưu tiên bố trí vốn cho các dự án này trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp khác để bổ sung thực hiện dự án. Đối với các dự án sử dụng nguồn dự phòng chung kế hoạch công trung hạn năm 2016-2020 và khoảng 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm vốn cho các dự án quan trọng quốc gia đã được Hội đồng nhân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư để báo cáo Bộ Kế hoạch Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư trước khi giao vốn. 10 là thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc thông qua kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ban Kinh tế Ngân sách thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân tỉnh và có thêm ý kiến sau. Hiện nay, theo chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh tại văn bản số 1312 ngày 9 tháng 8 năm 2019 về việc thực hiện đầu tư các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn, chỉ giao cho Ủy ban nhân xã làm chủ đầu tư các quỹ đất nhỏ lẻ có diện tích từ 0,5 hectare trở xuống, nằm xen kẽ trong các khu dân cư. Tại dự thảo lần này có hơn 140 khu vực tạo quỹ đất ở nhỏ lẻ dự kiến thực hiện trong năm 2020. Đề nghị Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn được giao làm chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, đồng thời việc khai thác các quỹ đất ở nhỏ lẻ phải phù hợp với thực tế, tránh chia nhỏ làm manh mún quỹ đất. Do đây là năm cuối của kế hoạch sử dụng đất, vì vậy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương và cơ quan chuyên môn soát xét lại các chỉ tiêu theo từng loại đất, nhất là chỉ tiêu đất ở đô thị và chỉ tiêu chuyển đổi đất trồng lúa sang đất ở để không vượt hạn mức đã được chính phủ quy định. 11 là thẩm tra dự thảo nghị quyết về quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020-2024. Ban Kinh tế Ngân sách cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo nghị quyết và có thêm một số ý kiến sau. Tại thời điểm tổ chức kỳ họp, Nghị định số 104 ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất đang còn hiệu lực là căn cứ để xây dựng và ban hành nghị quyết bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024. Theo quy định của Luật Đất đai, Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 5 năm một lần, nên sẽ có quy định mới về khung giá đất để thay thế cho Nghị định 104 của Chính phủ. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo dõi khi Chính phủ có quy định khung giá đất mới, trong trường hợp có thay đổi lớn thì kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh cho phù hợp. Để thực hiện đúng quy định của Luật Đất đai, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện việc điều chỉnh giá đất giữa kỳ họp trong trường hợp giá đất có biến động so với đầu kỳ. Đối với giá đất tại các vùng ven đô thị, chợ, đầu mối giao thông, khu công nghiệp, khu du lịch, khu thương mại, tại một số tuyến đường tại nông thôn được xác định như khu vực đô thị chưa được đặt tên, tại các tuyến đường chưa có trong danh mục tại phụ lục 2, mục 3, đất ở đô thị và các tuyến đường phát sinh có hạ tầng tương đương, các tuyến đường quy định trong danh mục chưa được đặt tên, đề nghị các địa phương rà soát kỹ, xác định đúng khu vực vị trí đảm bảo công bằng chính xác trong quá trình áp dụng, làm căn cứ để thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan. 12 là thẩm tra dự thảo nghị quyết về phê duyệt chủ trương chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Qua xem xét hồ sơ và kiểm tra thực tế thấy rằng diện tích chuyển loại rừng từ rừng sản xuất sang rừng phòng hộ cơ bản đáp ứng các tiêu chí quy định, hiện trạng rừng phù hợp với chức năng phòng hộ đầu nguồn của sông Long Đài thuộc huyện Quảng Ninh. Các dự án đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại dự thảo nghị quyết đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định, diện tích rừng cần chuyển mục đích phù hợp với nhu cầu thực hiện dự án. Ban Kinh tế Ngân sách nhất trí với nội dung của dự thảo nghị quyết. 13 là thẩm tra dự thảo nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ban Kinh tế Ngân sách cơ bản nhất trí với nội dung trong dự thảo nghị quyết và có thêm một số ý kiến sau.
nguồn kinh phí để thực hiện hỗ trợ các nội dung trong dự thảo nghị quyết chủ yếu lồng ghép từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư và nguồn vốn từ một số chương trình dự án khác. Vì vậy, trong quá trình điều hành ngân sách, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối bố trí đủ nguồn lực để thực hiện nhằm đảm bảo tính hiệu lực hiệu quả của nghị quyết. Sau khi nghị quyết được ban hành, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ra soát thống kê các đối tượng được hưởng chính sách, dự kiến tổng mức kinh phí thực hiện để bố trí đủ nguồn vốn trong dự toán ngân sách tỉnh, đồng thời tích cực đề xuất trung ương hỗ trợ nhằm đảm bảo nguồn lực thực hiện chính sách. Trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan liên quan đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, định kỳ có sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả và báo cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh. 14. Thẩm tra dự thảo nghị quyết về quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh của mình. Ban kinh tế ngân sách nhất trí với dự thảo nghị quyết và có thêm ý kiến sau. Sau khi nghị quyết được thông qua, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối ngân sách để trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách trong dự toán ngân sách hàng năm. Quá trình thực hiện cần thường xuyên giám sát, đánh giá và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh. Tài khoản 2 điều 3 nghị định số 57 ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định danh mục 19 ngành nghề được ưu đãi đầu tư, nhưng dự thảo nghị quyết lần này chỉ đề nghị ưu đãi đầu tư đối với 3 ngành nghề là do ngân sách tỉnh còn hạn chế. Vì vậy, khi có điều kiện về ngân sách, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục trình Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung, nhất là chính sách tín dụng tại địa phương quy định tại điều 8 của nghị định 57 và vốn cấp bù lãi suất hỗ trợ cho các dự án. 14. Là thẩm tra dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương thực hiện đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Bình đến năm 2025. Ban kinh tế ngân sách cơ bản nhất trí với dự thảo nghị quyết và có thêm một số ý kiến sau. Sau khi đề án được phê duyệt, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của đề án, đồng thời cân đối lồng ghép các nguồn vốn từ các cấp ngân sách trung ương, tỉnh, huyện để tạo nguồn lực thực hiện, đảm bảo các chính sách được ban hành có tính khả thi cao. Quá trình triển khai cần thường xuyên giám sát, có đánh giá kết quả và báo cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh. Kính thưa kỳ họp, trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế ngân sách, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn đồng chí Phó trưởng Ban kinh tế ngân sách của Hội đồng. Tiếp theo xin mời Hội đồng nghe cả cái tờ trình sau đây. Một là tờ trình thông qua nghị quyết về giao tổng biên chế công chức hành chính trong các đơn cơ quan tổ chức hành chính và phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020. Thứ hai là tờ trình về thông qua dự thảo về sáp nhập, hợp nhất đổi tên tổ dân phố trên địa bàn các huyện Minh Hóa, Bố Trạch và thành phố Đồng Hới. Tờ trình về thông qua dự thảo quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn. Tờ trình tiếp theo là việc thông qua cái quy định chính sách hỗ trợ cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc do dối dư sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh. Kính mời đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Chi. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu Hội đồng nhân tỉnh, kính thưa các đồng chí tham dự kỳ họp và thưa tất cả các đồng chí. Theo sự phân công của Ủy ban nhân tỉnh, tôi xin được trình bày 4 cái tờ trình. Về tờ trình thứ nhất là tờ trình về việc quyết định giao tổng biên chế công chức trong cơ quan tổ chức hành chính và phê duyệt tổng số lượng người làm việc năm 2020 của tỉnh Quảng Bình. Tôi xin được trình bày phần tóm tắt. Ngày 5 tháng 9 năm 2019, Bộ Nội vụ ban hành quyết định số 728 giao biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Quảng Bình năm 2020 là 1.761 biên chế. Đối với số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ chưa có văn bản thẩm định. Đối với 112 người làm việc trong các tổ chức cấp hội của tỉnh, cấp huyện có tính chất đặc thù tại công văn số 1147 ngày 3 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc thẩm định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 của tỉnh Quảng Bình, Bộ Nội vụ yêu cầu từ nay Ủy ban nhân dân tỉnh
phải tách số lượng người làm việc trong các tổ chức hội cấp tỉnh, cấp huyện có tính chất đặc thù để thực hiện quản lý theo quy định. Đối với 530 chỉ tiêu để giao thực hiện hợp đồng một số loại công việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo một phần hoặc toàn bộ chi phí thường xuyên theo Nghị định số 68 và Nghị định số 161 của Chính phủ, thì tại Điều 4 Thông tư số 03 ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ quy định không thuộc chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc và quỹ lương của cơ quan tổ chức đơn vị. Vì vậy, đề nghị Hội Nhân tỉnh không quyết định đối với chỉ tiêu này mà giao cho Ủy ban tỉnh ra soát phân bổ theo quy định. Trong khi chờ văn bản thẩm định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 của Bộ Nội vụ, quán triệt thực hiện chủ trương lộ trình để tinh giảm biên chế, Ủy ban Nhân tỉnh báo cáo Hội đồng Nhân tỉnh tình hình thực hiện biên chế năm 2019 và kế hoạch biên chế năm 2020 có báo cáo kèm theo, và kính đề nghị Hội đồng Nhân tỉnh xem xét quyết định tổng biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính và phê duyệt tổng số lượng người làm việc năm 2020 cụ thể như sau. Một là tổng biên chế cơ quan tổ chức hành chính. Tổng biên chế công chức năm 2020 là 1.761 biên chế, giảm 39 biên chế so với năm 2019 theo lộ trình tinh giảm biên chế, trong đó biên chế giao chính thức là 1.760 biên chế và biên chế dự phòng là 1 biên chế. Hai là tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập từ đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên là 21.581 người, giảm 494 người so với năm 2019 do thực hiện tinh giảm biên chế theo lộ trình. Trong đó, giao chính thức là 21.500 người, dự phòng là 81 người để điều chỉnh biến động trong năm. Ba là tổng số lượng người làm việc trong các tổ chức hội có tính chất đặc thù. Tổng số lượng người làm việc trong các tổ chức hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh, cấp huyện có là năm 2020 là 112 người, trong đó cấp tỉnh là 80 người, cấp huyện là 32 người. Ủy ban Nhân tỉnh kính trình Hội đồng Nhân tỉnh là cái phần tờ trình thứ nhất. Xin được trình bày tờ trình thứ hai. Tờ trình về việc sáp nhập, hợp nhất và đổi tên thôn, tổ dân phố của các xã phường thuộc các huyện Minh Hóa, Bố Trạch và thành phố Đồng Hới, về các căn cứ và sự cần thiết thì xin không trình bày. Về quy trình thủ tục, phần này thì đã được thực hiện đầy đủ theo các cái quy định. Ba là phương án sáp nhập, hợp nhất và đổi tên thôn, tổ dân phố của các xã phường thuộc các huyện Minh Hóa, Bố Trạch và thành phố Đồng Hới như sau. Một là huyện Minh Hóa, xã Minh Hóa hiện có 8 thôn, loại 3, thực hiện sáp hợp nhất, sáp nhập 5 thôn, giảm 3 thôn và đổi tên 2 thôn. Cụ thể, hợp nhất thôn Tân Thường, thôn Tân Trung và thôn Tân Sơn thành thôn Tân Lý, sáp nhập thôn 2 thôn Kim Bảng và thôn 1 Kim Bảng thành thôn 1 Kim Bảng, đổi tên 3 thôn 3 Kim Bảng thành thôn 2 Kim Bảng, đổi tên thành 4 Kim Bảng thành thôn 3 Kim Bảng. Sau khi sáp nhập, huyện xã Minh Hóa còn 5 thôn. Hai là xã Hòa Tiến hiện có 7 thôn, loại 3, thực hiện sáp nhập 2 thôn mà giảm 1 thôn. Cụ thể, hợp nhất thôn Yên Thái và thôn La Vân thành thôn Yên Vân, sau khi sáp nhập, xã Hòa Tiến còn 6 thôn, loại 3. Thứ ba là xã Xuân Hóa hiện có 8 thôn, thực hiện sáp nhập 2 thôn, giảm 1 thôn. Cụ thể là hợp nhất thôn Cầu Lời 1 và thôn Cầu Lời 2 thành thôn Cầu Lời, sau khi sáp nhập, xã Xuân Hóa còn 7 thôn. Bốn là xã Dân Hóa hiện có 12 bản, thực hiện sáp nhập 2 bản. Cụ thể, sáp nhập bản Ca Vàng vào bản Ca Ai thành bản Ca Ai, sau khi sáp nhập, xã Dân Hóa còn 11 bản. Huyện Bố Trạch, xã Đông Trạch hiện có 10 thôn, lấy 3, thực hiện hợp nhất, sáp nhập tháo thôn, giảm 3 thôn và đổi thêm 1 thôn. Cụ thể, hợp nhất thôn 1A và thôn 1B thành thôn 1, sáp nhập thôn 6 và thôn 5 thành thôn 5, hợp nhất thôn 7A và thôn 7B thành thôn 6, đổi tên thôn 8 và thôn Mai Hồng. Sau khi sáp nhập và đổi tên, xã Đồng Trạch còn 7 thôn. Hai, xã Thanh Trạch hiện có 8 thôn, thực hiện sáp nhập 2 thôn, giảm 1 thôn. Cụ thể, sáp nhập thôn Đá Nhảy vào thôn Tiền Phong thành thôn Tiền Phong, sau khi sáp nhập, xã Thanh Trạch còn 7 thôn. Ba, xã Bắc Trạch hiện có 10 thôn, thực hiện sáp nhập 2 thôn, giảm 1 thôn. Cụ thể, sáp nhập thôn 10 vào thôn 6 thành thôn 6,
sau khi sáp nhập xã Bắc Trạch còn 9 thôn. 4. Xã Hòa Trạch hiện có 8 thôn, thực hiện hợp nhất sáp nhập 4 thôn, giảm 2 thôn. Cụ thể, hợp nhất nhất thôn Sông Chứa và thôn Đồng Hùng thành thôn Hòa Đồng, sáp nhập thôn Kẹt vào thôn Bàng thành thôn Bàng, sau khi sáp nhập xã Hòa Trạch còn 6 thôn. Thành phố Đồng Hới, xã Lộc Ninh hiện có 16 thôn, thực hiện hợp nhất 10 thôn và đổi tên 6 thôn, giảm 5 thôn. Cụ thể, hợp nhất thôn 2 và thôn 3 thành thôn 2 Lộc Đài, hợp nhất thôn 8 và thôn 9 thành thôn 7 Phú Xá, hợp nhất thôn 10 và thôn 11 thành thôn 8 Phú Xá, hợp nhất thôn 12 và thôn 14 thành thôn 9 Hữu Cung, hợp nhất thôn 13 và thôn 15 thành thôn 10 Hữu Cung, đổi tên thôn 1 thành thôn 1 Lộc Đài, đổi tên thôn 7 thành thôn 3 Lộc Đài, đổi tên thành thôn 4 thành thôn 4 Lộc Đài và đổi tên thôn 5 thành thôn 5 Lộc Đài. Đổi tên thôn 6 thành thôn 6 Lộc Đài, đổi tên thôn 16 thành thôn 11 Hữu Cung và sau khi sáp nhập và đổi tên cả tên xã Lộc Ninh còn lại 11 thôn. 2 là phường Đồng Sơn hiện có 13 tổ dân phố, thực hiện sáp nhập 4 tổ dân phố, giảm 2 tổ dân phố. Cụ thể là sáp nhập tổ dân phố Tràng vào tổ dân phố 9 thành tổ dân phố 9, sáp nhập tổ dân phố Côn Chùa vào tổ dân phố 10 thành tổ dân phố 10. Sau khi sáp nhập phường Đồng Sơn còn 11 tổ dân phố. Số 3 là phường Đức Ninh Đông hiện có 9 tổ dân phố lấy 3, thực hiện sáp nhập 2 tổ dân phố, giảm 1. Cụ thể, sáp nhập tổ dân phố Dâm Tân vào tổ dân phố Đức Trường thành tổ dân phố Đức Trường, sau khi sáp nhập phường Đức Ninh Đông còn lại 8 tổ dân phố. Như vậy, sau khi sáp nhập hợp nhất, tổng số thôn tổ dân phố toàn tỉnh còn lại 1.146 thôn tổ dân phố. Ủy ban nhân tỉnh kính trình Hội đồng nhân tỉnh xem xét quyết nghị. Xin được trình bày tiếp tờ trình thứ 3. Tờ trình về việc đề nghị thông qua nghị quyết quyết định số lượng chức danh mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Xin được không trình bày phần cơ sở pháp lý sự cần thiết một số các cái nội dung của nghị quyết. Đi vào nội dung cụ thể, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí theo kết quả phân loại đơn vị hành chính. Cụ thể, cấp xã loại 1 được bố trí không quá 14 người, cấp xã loại 2 được bố trí không quá 12 người, cấp xã loại 3 được bố trí không quá 10 người. Tổng số người hoạt động không chuyên trách cấp xã toàn tỉnh tối đa là 1.890 người, giảm 1.380 người, 387 người so với quy định tại Nghị định số 92 ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ và giảm 930 người so với tổng số lượng người thực tế hiện có. Ở thôn tổ dân phố, bố trí mỗi thôn tổ dân phố không quá 3 người hoạt động không chuyên trách, giữ nguyên số lượng theo Nghị định 92. Thứ hai là về chức danh, ở cấp xã quy định 7 chức danh ở tất cả các xã phường thị trấn, so với Nghị định 149 của Hội đồng tỉnh giảm 5 chức danh, gồm có Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Chủ tịch Hội Khuyến học, Phó trưởng Công an, Công an viên thường trực và thêm chức danh phụ trách công tác đảng, bao gồm về chức danh, gồm có là Phó tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phó tịch Hội Cựu chiến binh, Phó tịch Hội Nông dân, đối với các xã có sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó phụ trách công tác đảng, Phó chỉ huy trưởng quân sự. Ngoài các chức danh nêu trên, số lượng còn lại do Ủy ban nhân cấp huyện căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương để bố trí thêm các chức danh khác như thủ quỹ, văn thư, lưu trữ, phó trưởng công an nơi chưa bố trí lực lượng công an chính quy, chủ tịch các hội khuyến nông, thú y, phụ trách đài phát thanh, đài truyền thanh, quản lý nhà văn hóa, nhưng tổng số không vượt quá số lượng được giao cho mỗi xã. Ở thôn tổ dân phố bố trí không quá 3 chức danh theo Nghị định số 34, gồm có bí thư chi bộ hay là bí thư bộ phận, trưởng thôn hay là trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác mặt trận. Thứ ba là về mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Người hoạt động không chuyên cấp xã được hưởng mức phụ cấp hàng tháng tối thiểu bằng một lần mức lương cơ sở. Mức phụ cấp cụ thể đối với từng chức danh do Ủy ban nhân cấp huyện căn cứ vào số lượng người hoạt động không chuyên trách và kinh phí khoán theo từng xã để quyết định phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Thực hiện khoán quỹ phụ cấp theo Nghị định số 34 để chi trả hàng tháng, bao gồm cả kinh phí hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Cụ thể,
cấp xã loại 1 bằng 16 lần mức lương cơ sở, cấp xã loại 2 bằng 13,7 lần mức lương cơ sở, cấp xã loại 3 bằng 11,4 lần mức lương cơ sở. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cụ thể. Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thôn thuộc xã biên giới bằng 0,9 mức lương cơ sở. Các thôn, tổ dân phố còn lại bằng 0,7 mức lương cơ sở. Thực hiện khoản quỹ phụ cấp theo Nghị định 34 để chi trả hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách và hoạt động của các tổ chức đoàn thể ở thôn, tổ dân phố bằng 3 lần mức lương cơ sở. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thôn thuộc xã biên giới được khoản quỹ phụ cấp hàng tháng không quá 5 lần mức lương cơ sở. Quy định mức bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 3 chức danh được hưởng phụ cấp hàng tháng từ nguồn quỹ khoán hàng tháng, đoàn phí, hội phí của các đoàn thể và các nguồn quỹ khác. Mức bồi dưỡng được tính theo thời gian tham gia trực tiếp vào công việc của thôn, tổ dân phố, mỗi giờ làm việc trực tiếp được bồi dưỡng bằng 0,007 mức lương cơ sở. Ba là phụ cấp kiêm nhiệm. Cán bộ công chức cấp xã hoặc người hoạt động không chuyên trách cấp xã, nếu kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách ở cấp xã mà giảm một người trong tổng số người được giao thì được hưởng thêm phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp của một chức danh kiêm nhiệm. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nếu kiêm nhiệm một chức danh không chuyên trách khác ở thôn, tổ dân phố mà giảm được một người trong tổng số người được giao thì được hưởng thêm phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh thì chỉ hưởng 50%. Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện nghị quyết, ngân sách nhà nước chi trả phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố theo mức khoán hàng tháng, theo từng loại xã, thôn, tổ dân phố và theo quy định của pháp luật. Về dự kiến kinh phí chi trả phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố tính cho một năm, đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 41.160.960.000 đồng và giảm là 7.830.240.000 đồng. Hai là đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thì là một năm là 102.009.600.000 đồng và tăng là 58.191.084.000 đồng và mức khoản của thực hiện theo cái do cái mức lương cơ sở tăng là lấy theo từ tháng 7 năm 2020 là 1.600.000 và mức khoản của chính phủ cũng tăng và tổng kinh phí dự kiến chi trả cho một năm là 143.170.560.000 đồng tăng so với hiện nay là 50.360.844.000 đồng và Ủy ban Nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua. Xin lỗi anh, tôi xin là mời hội đồng nghỉ giải lao rồi con cả mà anh là trình bày tiếp.
tiếng mẹ ru lối xưa chờ che nắng mưa là bờ vai cha tôi yêu thành phố mỗi khi chiều về có nỗi nhớ bâng khuâng đồng hai thành phố của tôi chuyện mình mỗi sáng mai thức dậy như con tàu vươn khắp vòng biển khơi qua bão giông xây tương lai người xa đồng hỡi hoa hồng đi xa lại
nhớ ướt đẫm niềm thương con người giản dị. Còn đây hiên ngang quạng bình quán nhịp cầu lung linh nối bờ thương nhớ. Đồng hỡi hoa hồng đón anh bình minh nhật lệ trong xanh tim bình gian mẹ. Đồng hỡi tình yêu rạng rỡ niềm tin là nơi trái tim con nếu đầu muôn đời. Đồng hỡi tình yêu rạng rỡ niềm tin là nơi trái tim con nếu đầu muôn giặt trôi bồi đắp những phù sa. Có một dòng sông lời sóng hát bài ca lắng xuống đáy trôi. Tháng ngày vất vả để dòng xanh cho con tất cả là dòng sông tình mẹ nuôi lớn những người con làm rạng rỡ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trình của Ủy ban tỉnh. Kính thưa Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi xin được trình bày tiếp cái tờ trình thứ ba về việc đề nghị thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc do dối dư khi sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Kính gửi Hội đồng Nhân tỉnh xin được cái phần căn cứ và cái phần dẫn cơ sở pháp lý không trình bày. Về nội dung của nghị quyết, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng là cái áp dụng đối với lấy cán bộ dối dư do quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, rồi thực hiện nghị định 34 của chính phủ về thực hiện bố trí lực lượng công an xã thị trấn chính quy, rồi thực hiện bộ phận văn phòng đảng ủy chung hội đồng nhân ủy ban cấp xã. Hai là đối tượng không áp dụng thì có đối tượng thứ nhất là cán bộ công chức cấp xã thuộc đối tượng quy định ở các cái điểm C, D, D, E, R khoản 1 điều 6 nghị định 108, và cái đối tượng là cán bộ cấp xã thuộc đối tượng hưởng chế độ chính sách theo quy định tại nghị định số 26 ngày 9 tháng 3 năm 2015 của chính phủ. Về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ công chức cấp xã, quy định mức hỗ trợ tương ứng với mức trợ cấp đối với cán bộ công chức viên chức được hưởng chính sách thôi việc ngay theo quy định tại nghị định 108 ngày 20 tháng 11 năm 2014 của chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Cụ thể, được hỗ trợ bằng 3 tháng lương hiện hưởng tại thời điểm nghỉ công tác. Mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được hỗ trợ thêm 1,5 tháng lương cơ sở tại thời điểm nghỉ công tác. Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, hỗ trợ bằng 5 tháng lương cơ sở đối với người có thời gian hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có từ 5 năm trở xuống. Và từ năm thứ 6 trở đi thì cứ mỗi năm công tác được hỗ trợ thêm 1 tháng lương cơ sở. 4 là chính sách cách tính hỗ trợ. Về thời gian tính hỗ trợ, đối với cán bộ công chức cấp xã, thời gian tính hỗ trợ là thời gian bắt đầu làm việc tại xã theo quy định cho đến ngày quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho nghỉ công tác có hiệu lực thi hành. Trường hợp khi làm cán bộ công chức cấp xã mà có thời gian công tác thuộc biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan đảng nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội quỹ mà thời gian công tác này chưa được tính hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp thôi việc thì được cộng vào thời gian công tác tại xã để tính chính sách hỗ trợ theo quy định của quy định này. Nếu thời gian tính chế độ có tháng lẻ thì được tính tròn theo nguyên tắc đủ 2 tháng đến 6 tháng thì tính 1/2 năm và trên 6 tháng đến 12 tháng thì tính 1 năm. Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã có thời gian công tác tại cấp xã từ đủ 5 năm trở lên mà có số tháng lẻ thì được tính tròn theo nguyên tắc là đủ 2 tháng đến 6 tháng thì được tính 1/2 năm và trên 6 tháng đến 12 tháng thì tính 1 năm. Về tiền lương hưởng để tính chế độ quy định tại nghị quyết này bao gồm tiền lương theo ngạch bậc hoặc theo chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung và mức chênh lệch phụ cấp bảo lưu theo quy định của pháp luật. Mức lương cơ sở để tính hưởng chính sách theo quy định này là mức lương do chính phủ quy định được áp dụng tại thời điểm cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Thứ ba là dự kiến về nguồn kinh phí thực hiện nghị quyết. Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định hiện hành và dự kiến kinh phí thực hiện đối với cán bộ công chức cấp xã. Đến năm 2021, toàn tỉnh dự kiến giảm 170 người và thực hiện sắp xếp đơn vị chính cấp xã. Chúng ta sắp xếp là giảm 8 đơn vị, là giảm 144 người. Thì cái này sẽ quy định là giảm đến năm 2025. Dự kiến mỗi cán bộ công chức có thời gian công tác trung bình 15 năm, mức lương hiện hưởng trung bình tương ứng bậc năm thì là mức hỗ trợ từ năm 2020 đến năm 2021 giảm 170 người thì hỗ trợ bằng 3 tháng lương hiện hưởng và hỗ trợ theo năm công tác. Tổng kinh phí chi trả do sắp xếp theo nghị định 34 là 9.106.030.000 đồng. Giảm cho sắp xếp đơn vị chính cấp xã là giảm 144 người thì tổng kinh phí chi trả do sắp xếp đơn vị chính cấp xã là 7.713.792.000 đồng. Đối với người hoạt động không chuyên cấp xã giảm 930 người thì dự kiến mỗi người có thời gian công tác trung bình khoảng 10 năm và tổng kinh phí chi trả đối với người hoạt động không chuyên cấp xã là 14.880.000 đồng.
Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách trên là 31.699.822.000 đồng. Ủy ban nhân tỉnh kính trình Hội đồng nhân tỉnh xem xét thông qua. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Cảm ơn đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ. Cả trong cái chuẩn bị thì có cái tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về cái thông qua nghị quyết kỳ họp, các cái kỳ họp thường lệ của năm 2020. Thì xin phép các đại biểu nghiên cứu trong tài liệu để rồi cái phiên thông qua nghị quyết chúng ta tiến hành thông qua nghị quyết. Tiếp theo thì xin mời báo cáo của Ban Pháp chế Hội đồng nhân tỉnh về thẩm tra các nghị quyết tại kỳ họp. Kính mời đồng chí Trần Hải Châu, trưởng Ban Pháp chế. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các quý vị đại biểu Hội đồng nhân tỉnh, kính thưa các quý vị đại biểu tham dự hội nghị. Thực hiện quy định của pháp luật, tại kỳ họp này, Ban Pháp chế thẩm tra 7 báo cáo và 6 dự thảo nghị quyết. Quá trình thẩm tra, một số ý kiến kiến nghị của ban đã được các cơ quan soạn thảo tiếp thu chỉnh sửa. Ngoài ra, ban có thêm một số ý kiến đối với từng báo cáo dự thảo nghị quyết như sau. Thứ nhất, đối với báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2019 về lĩnh vực quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội, năm 2019 tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững và tăng cường, các cấp các ngành đã chú trọng công tác xây dựng lực lượng, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ đạt kết quả tốt, đã phá thành công nhiều chuyên án, bước đầu tạo niềm tin trong nhân dân, được xã hội ghi nhận. Nổi bật là đã giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến các việc giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh, điều tra khởi tố 2 vụ án phá rừng nghiêm trọng, tập trung đấu tranh triệt phá đường dây ổ nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, đòi nợ thuê, đường dây đánh bạc qua mạng, đánh bạc có tổ chức quy mô lớn, kịp thời phát hiện, đấu tranh, khởi tố nhiều vụ án liên quan đến số lượng lớn về ma túy. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm, đó là an ninh trên một số lĩnh vực, địa bàn, nông thôn, biên giới chưa thật vững chắc, tình trạng khiếu kiện trong nhân dân liên quan đến bồi thường, quản lý đất đai, giải quyết chế độ chính sách chiếm số lượng lớn, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật tại một số thời điểm còn xảy ra gây bất an trong nhân dân, tình hình an ninh mạng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, trên tuyến biên giới hoạt động xuất cảnh sang nước ngoài, lao động trái phép, vi phạm hiệp định quy chế biên giới còn xảy ra, trên tuyến biển tình trạng tàu nước ngoài tranh chấp ngư trường, đâm va, bắt giữ, truy đuổi tàu cá của ngư dân, ảnh hưởng đến việc đánh bắt, khai thác thủy sản. Đề nghị Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo các cấp ngành liên quan giải quyết dứt điểm các khiếu kiện của công dân, triển khai tổ công tác đảm bảo an ninh thông tin, an ninh mạng, triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình cơ sở trên các tuyến biên giới, địa bàn và đối tượng lĩnh vực nổi lên để có các biện pháp đấu tranh kịp thời, không để phức tạp đột xuất bất ngờ, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm vận chuyển, tàng trữ mua bán và đốt pháo trái phép trước trong dịp Tết Nguyên đán. Về công tác tổ chức bộ máy chính quyền, Ủy ban nhân tỉnh đã tập trung sắp xếp bộ máy tinh giản biên chế trong các cơ quan đơn vị, đôn đốc các cơ quan đơn vị để đẩy nhanh tiến độ đề án sắp xếp kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, tập trung triển khai xây dựng chính quyền điện tử. Song so với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao thì chất lượng một bộ phận cán bộ công chức viên chức chuyển biến còn chậm, công tác cải cách hành chính ở một số cơ sở cơ quan địa phương chưa thật quyết liệt, bộ máy chính quyền cơ sở một số nơi hiệu quả hoạt động chưa cao. Đề nghị Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành, Ủy ban nhân cấp huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy nhanh cải cách hành chính, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra trách nhiệm công chức trong thực thi công vụ và trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị các phản ánh của công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính. 2. Đối với báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Năm 2019, công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm và chống lãng phí đạt được những kết quả tích cực trên nhiều mặt. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện đồng bộ, nhất là việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của bộ máy cơ quan nhà nước. Công tác thanh tra kiểm tra,
điều tra truy tố xét xử được tăng cường, một số vụ việc được phát hiện kịp thời, xử lý và thu hồi tài sản do các hành vi vi phạm gây ra tăng đáng kể so với năm trước. Tuy nhiên, một số biện pháp về phòng ngừa tham nhũng chưa thật sự phát huy hiệu quả, tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiều gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc vẫn chưa được khắc phục. Một số cơ quan đơn vị còn xảy ra sai phạm trong công tác quản lý các nguồn kinh phí, quản lý vốn, tài sản, thực hiện luật đấu thầu các công trình dự án. Đề nghị ban nhân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng, tăng cường phổ biến luật phòng chống tham nhũng năm 2018, luật sửa đổi, quán triệt nghiêm túc nghị định số 59 ngày 1 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng chống tham nhũng, ngăn chặn và xử lý có hiệu quả tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiều gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý tài chính, thất thu thuế, đặc biệt là trách nhiệm người đầu của cơ quan đơn vị, chỉ đạo công an tỉnh tập trung xác minh, điều tra và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan giải quyết các vụ việc, các vụ án kinh tế tham nhũng không để tồn đọng kéo dài, kiên quyết tăng cường thu hồi tài sản từ các vụ án kinh tế tham nhũng, hạn chế thất thoát tài sản và ngân sách nhà nước. 3. Đối với báo cáo công tác tiếp dân đã được trình bày tại báo cáo được hội đồng sáng nay. 4. Đối với báo cáo về công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật, Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã phối hợp chặt chẽ trong khởi tố điều tra, truy tố xét xử, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Chất lượng công tác điều tra, xử lý các vụ án được nâng lên. Các vụ án được giải quyết kịp thời, khẩn trương, khách quan, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Lực lượng công an đã liên tục triển khai và thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm theo các chuyên đề, mở nhiều đợt tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh triệt phá các nhóm tội phạm được dư luận đánh giá cao, nổi bật như đấu tranh bắt giữ xử lý ngăn chặn hoạt động tín dụng đen liên địa bàn liên quan đến hàng chục đối tượng trong và ngoài tỉnh gây án, khám phá chuyên án kết luận nhóm hai đối tượng ngoài tỉnh gây ra 5 vụ chiếm đoạt số lượng lớn kíp nổ tại các kho vật liệu nổ công nghiệp, bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép gần 1 tấn pháo nổ, làm rõ đường dây đánh bạc dưới hình thức game online, đấu tranh bắt giữ 33 đối tượng đánh bạc dưới hình thức sóc dĩa, đấu tranh kết luận và khởi tố 1 bị can.